Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với chương trình hội thảo đặc biệt của BeWell TV. Và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục với một nội dung rất quan trọng. Lại thêm một cái điều rất là khó cho Hưng Yên khi mà nói về cái vụ này. Chúng tôi là một Phật tử tuổi nhỏ mà nói về bình phẩm, về một cái sự kiện lớn của các vị lãnh đạo tinh thần, chúng tôi rất là khó. Mong quý vị thông cảm. Thì ngày 30 tháng 8 năm 2013, năm ngoái, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đưa ra một cái cáo bạch là từ chức, đã làm chấn động cả thế giới, với lý do rằng là một số hàng giáo phẩm trong Viện Hóa Đạo cũng như trong nước và ngoài nước phản đối, không đồng tình với quyết định của Đức Tân Thống là phế truất vị trí Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc bởi vì đã phạm giới vọng và giới dâm. Chúng tôi muốn nhắc lại y như trong cái văn bản đó. Chúng tôi có nghiên cứu đó, thì chúng tôi thấy khi mà bên phía của Hòa Thượng Thích Viên Định phản biện lại, nói rằng là cái vụ án của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc đã xong từ năm 2000 rồi. Và năm 2003 đó, thì Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại tu viện Nguyên Thiều, đại hội cũng đã đề cử Hòa Thượng Thích Chánh Lạc làm Chủ tịch Văn phòng 2. Và tới sau đó cứ 2 năm một lần là 2005, 2007, 2009 thì vẫn tiếp tục đề cử ngài ở vị trí đó. Và đến năm 2011 đó, thì lúc đó là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng đề cử Hòa Thượng Thích Chánh Lạc cũng giữ Chủ tịch Văn phòng 2. Cớ thì tại sao tới mãi năm 2013 thì cái chuyện cũ đem lại để mà lấy lý do đó để phế truất vị trí Chủ tịch Văn phòng 2 của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc? Và chúng tôi đọc thấy dư luận một số bài viết mà bên phía phản biện của phía kia thì nói rằng là đã có sự phe nhóm trong hàng giáo phẩm để đến cái thời điểm đó mới đem cái chuyện cũ ra để mà thế này thế kia, để dẫn tới cái sự bất đồng và không chấp thuận cái quyết định của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là kỷ luật cũng như là phế truất cái vị trí đó của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc. Thì câu hỏi của chúng tôi đặt ra cho giáo sư Võ Văn Ái rằng là tại sao vụ kiện của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc đã kết thúc năm 2000, sau đó Hòa Thượng Thích Chánh Lạc vẫn tiếp tục được đệ tứ Tăng Thống tấn phong vào năm 2003 tại Nguyên Thiều, và sau đó 2005, 2007, 2009, 2011 Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng tấn phong lưu nhiệm Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, và mãi đến tháng 8 năm 2013, tức là năm ngoái đó, thì bị phế truất cũng vì lý do đó. Câu hỏi đặt ra rằng là tại sao cái lý do đó đó lại không phế truất luôn từ cái lúc mà còn đang sen lên, mà sau đó lại cứ giữ chức như vậy. Và có thắc mắc nói rằng là có sự phân hóa phe nhóm trong hàng ngũ giáo phẩm tăng ni và cư sĩ. Xin ông giải thích rõ vấn đề này ạ. Dạ, tôi xin cảm ơn anh Hưng Yên đã đặt một cái vấn đề hết sức là quan trọng mà từ trước đến nay chúng tôi chưa có dịp được giải thích, vì cũng thật ra cũng ai hỏi thẳng chúng tôi cả. Vì vậy mà chúng tôi rất cảm ơn cái buổi hội luận hôm nay. Quả thực là trong những cái năm đầu của năm 2000 thì là có suy tôn Hòa Thượng Chánh Lạc lên làm Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Còn trong cái Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đó thì ngài chỉ làm phó chủ tịch thôi. Cho mãi tới năm 2011 đó, thì lúc đó ngài mới lên chủ tịch. Dạ vâng. Thì cái quả thực thì cái logic của anh Hưng Yên đưa ra thì nói rất đúng. Tại sao cái vụ kiện nó xong 2000 mà cứ đưa người ta lên những cái chức lớn, rồi đùng một cái 2013 lại hạ người ta xuống? Là bởi vì chúng ta không nắm rõ cái tình hình. Tôi xin được giải thích tình hình đó như thế này. Trước kia đó thì hiện nhân trong một cái giai đoạn mà Phật giáo rất thiếu chư tăng ni, bất cứ ai mà tỏ lòng kiên trung với giáo hội và chống đối một cái chế độ độc tài để đòi hỏi tự do tôn giáo thì các ngài đều mở rộng vòng tay và ôm các vị đó và giao những cái trách nhiệm trọng yếu. Năm 2000 không phải là kết thúc vụ kiện 2000 đâu. 2000 là cái vụ kiện về vấn đề gọi là ấu dâm. Nhưng mà vì thiếu những cái tư liệu của hai bên cho họ bãi nại, cho nó không kết thúc. Nhưng mà đến năm 2003 đó, thì cái gia đình mà bị nạn đó, họ lại kiện Hòa Thượng Chánh Lạc, là bởi vì Hòa Thượng Chánh Lạc tố cáo họ là Việt Cộng.
Tôi biết cái gia đình đó là bởi tôi có đến thuyết trình tại chùa Như Lai, thì đó là một cái đạo hữu rất hiền lành và dễ thương người ở Quảng Trị. Thì đạo hữu đó bị Hòa Thượng Tấn Lạc tố cáo là cộng sản, họ mới phản công bằng cái cách là đưa ngài ra tòa để nói rằng ngài vu cáo. Thì trong khi mà ra cái tòa vu cáo năm 2003 đó, thì họ lại đưa thêm cái chuyện ấu dâm của năm 2000 bãi lại để họ tiếp tục. Thì khi mà năm 2003 thì cái vụ án kết thúc là ngài bị hai tội: vu cáo người ta là cộng sản mà người ta không cộng sản, thứ hai là ấu dâm, tức là có đồng chạm tới hai cô con gái và một trong hai cô lúc 14 tuổi, đoàn sinh của gia đình Phật tử ở chùa Như Lai. Cái lỗi này nếu mà nói có lỗi thì tôi là người chịu lỗi. Thì tôi lúc đó thì tôi có đọc trên internet người ta đánh phá ngài Tấn Lạc, thì tôi có điện thoại sang Denver và hỏi rằng cái vụ mà nó đánh phá như vậy, nó kiền đó là vì sao, thầy cho biết rõ đi. Rồi nó anh ái, anh yên tâm đi, cộng sản nó đánh mình đó. Thì thật tình tôi trong cái người chống cộng thì tôi cũng biết rằng là mình làm cái gì mà đồng chạm tới cộng sản thì nó sẽ tìm cách nó vu bôi nhọ mình, vân vân. Thì thật tình tôi tin lời vào thầy Tấn Lạc là thầy chỉ bị cái chuyện là thất kiện về vu cáo cộng sản thôi, mà cái đó là do cộng sản nó làm. Thành ra cho đến năm 2013 vào khoảng tháng 3 thì trong nước nhận được một cái thỉnh nguyện thư của 60 người, toàn là những người đệ tử đi theo thầy Tấn Lạc, tố cáo thầy Tấn Lạc về vấn đề liên hệ với một sư cô và hiện nay đang sống chung với sư cô đó trong ngôi chùa của thầy. Và họ đưa hết tất cả những cái trình tự từ năm 2000, 2003, vân vân. Thì Đức Tăng Thống ngạc nhiên quá, bởi vì theo tôi báo cáo về thì nói là thầy chỉ thua kiện về cái chuyện vu cáo người ta thôi, chứ không phải là vấn đề tình dục hay là ấu dâm. Thì Đức Tăng Thống mới dạy tôi như vậy, phải điều tra cho kỹ để xem thử là cái thỉnh nguyện thư với 60 người ký đó có đúng hay không. Thì tôi mới bắt đầu liên lạc với tòa án ở Denver. Nhưng mà mình là cái người bình thường, mình không xin được cái án lệnh đó, thì chúng tôi phải nhờ một luật sư. Thì khi có cái án lệnh trong tay đó thì lúc đó là bị 4,8 triệu. Thì ai cũng tưởng là bị 4,8 triệu là sau này hai bên luật sư dàn xếp với nhau nó rút xuống còn 2,000,000 thôi. Nhưng mà 2,000,000 là lớn lắm. Nhưng mà 2,000,000 đó thì chúng tôi cho tới năm 2013 tôi vẫn nghĩ là ngài bị thua vì tố cáo người ta cộng sản. Nhưng mà khi tôi có cái án lệnh trong tay thì quả thực là có hai cái. Một cái là vu cáo và cái thứ hai là ấu dâm với cái cô Hồ Thị Thi 14 tuổi. Tức là cái án lệnh đó là có thực về vấn đề ấu dâm. Thì tôi phải phúc trình về chỗ Đức Tăng Thống, tôi nói rằng dạ có thực như vậy. Thì khi mà Đức Tăng Thống nhận được cái đó, tôi gửi cái án lệnh bằng tiếng Anh về cho ngài, và ngài giỏi tiếng Anh lắm, để cho ngài đọc. Khi đọc xong thì ngài triệu tập hội đồng lưỡng viện, tức là viện Tăng Thống và viện Hoa Đạo lại, đưa vấn đề ra và hội đồng lưỡng viện quyết định phải bãi truất cái chức tước chủ tịch văn phòng hai viện Hoa Đạo của Hòa Thượng Tấn Lạc. Đó là sự thật, chứ không phải rằng là người ta đã bị cái chuyện ấu dâm như vậy rồi mình ém nhèm, mình đưa người ta lên cao rồi đùng một cái mình không thích người ta nữa, mình hạ người ta xuống. Thưa không có. Nó là một cái trình tự mà qua đó Hòa Thượng Tấn Lạc đã giấu giếm hàng giáo phẩm của giáo hội cũng như Phật tử về cái chuyện ấu dâm của ngài. Dạ vâng. Như vậy là chúng tôi đã thực hiện làm rõ rồi phải không ạ? Nhưng mà chúng tôi vẫn rõ thêm tí nữa là giáo sư Ái cho biết rằng là cái chuyện mà vỡ lẽ rõ rành rành ra đó là cái tháng mấy năm nào? Vỡ lẽ sao? Cái chuyện mà của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc đó là trước năm 2011 hay là sau năm 2011? Không, 2013 thưa anh. 2013. Tức là khi mà trong nước nhận được cái thỉnh nguyện thư. Dạ vâng. Để bạn nói rất nhiều trường hợp nữa chứ không phải chỉ cái chuyện là cái vụ kiện đâu. Dạ vâng. Nhưng mà vì đó Đức Tăng Thống mới chỉ thị cho tôi là phải điều tra có thực hay không. Thì khi chúng tôi tiếp xúc được với tòa án và có cái bản án lệnh trong tay đó, thì năm 2013 thì tôi còn nhớ đến tháng 4 hay tháng 5 thì tôi phúc trình về, đưa cái bản án về và tôi nói có thật cái chuyện ấu dâm và nhiều chuyện khác nữa. Và 60 người mà ký tên trong thỉnh nguyện thư có những người là nạn nhân nữa. Dạ vâng. Phản biện của phía Hòa Thượng Thích Viên Định,
tức là nguyên là chủ tịch Viện Hóa Đạo của trong nước. Hòa Thượng có viết một bài đưa lên cái trang web của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nói rằng cái vụ kiện đó 2000 đã xong xuôi hết rồi mà cứ tình tự từng năm vẫn được đề bạc, rồi tới cùng 2013 mới trút phế, cho nên không phục. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn đặt ra, và Đồng Hương đã rõ chưa ạ? Dạ vâng. Nhưng mà rằng chúng ta cũng phải nghĩ lại một chút đó, là ban lãnh đạo tối cao của Viện Hóa Đạo cũng đã có sai lầm khi mà để một thời gian dài như vậy, phải không ạ? Mình phải có một cái sự chưa được chặt chẽ. Khi mà chúng ta nghe nói là Hòa Thượng Thích Chánh Lạc cũng giấu nhẹm hay là vân vân, thì cái đó nó cũng mang cái tính hơi là lý do nó không được thỏa đáng lắm. Khi mà chúng ta thấy từ năm 2000 cho năm 2013, 13 năm như vậy, để mà chúng ta cứ như vậy thì có phải có một thiếu sót gì chăng trong cái việc này không ạ? Tôi không dám nói là ban lãnh đạo văn phòng 2 sai lầm. Dạ cái đó giờ tôi không dám nói, bởi vì các ngài biết rõ hơn tôi. Mà bản thân tôi thì tôi có sai lầm. Tôi có sai lầm là bởi vì tôi đã sơ suất quá tin vào Thầy Chánh Lạc. Và tôi cứ nghĩ đây là một vị sư có lòng với giáo hội, chống cộng vân vân, ngài luôn luôn nói ngài chống cộng. Thì tôi tin vào ngài, thì khi tôi hỏi thì tôi nghĩ rằng trong cái giới luật của Phật giáo, ngay trong giới cư sĩ chúng tôi đã không được nói dối rồi. Chứ đừng nói chi là một vị sư là phải thọ tới 255 giới. Vị sư nói gì chúng tôi tin. Thì cái mà tôi tin đó là cái lỗi tại tôi. Cho giá như mà tôi biết, tôi cảnh giác hơn một chút, tôi đi điều tra thử là nó kiện là vì có phải là cộng sản hay cái gì khác nữa không. Mà nếu tôi biết sớm một chút thì chắc chắn là tôi phải phúc trình với Đức Tăng Thống. Dạ vâng. Thì kia tôi xin nhận là cái lỗi quá tin vào Thầy Chánh Lạc của bản thân tôi. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Ái.